Bất động sản for you, cập nhật tin tức thị trường mới nhất, hướng dẫn thủ tục pháp lý bất động sản và nhiều nội dung có liên quan trên kênh YouTube 24STV. Mời các bạn đón xem. Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ điểm lại một số tin đáng chú ý trong tuần qua. Thành phố Hồ Chí Minh có lộ trình chuyển 5 huyện ngoại thành lên quận. Theo Sở Nội vụ thành phố, vừa có tờ trình Ủy ban Nhân dân về công tác chuẩn bị xây dựng đề án chuyển một số huyện thành quận thuộc thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2021-2030. Theo đó thì lộ trình được thực hiện như sau: giai đoạn 1 từ 2021 đến 2025 sẽ chuyển huyện Hóc Môn, Bình Chánh và Nhà Bè thành quận hoặc là thành lập thành phố trực thuộc thành phố Hồ Chí Minh giống như là thành phố Thủ Đức. Giai đoạn 2 là 2025 đến 2030 sẽ chuyển hai huyện còn lại là Củ Chi và Cần Giờ thành quận hoặc là thành lập thành phố cũng trực thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Qua đánh giá sơ bộ thì huyện Hóc Môn đạt 30 trên 30 tiêu chí, Bình Chánh đạt 26 trên 30, Nhà Bè đạt 23 trên 30, Củ Chi đạt 23 trên 30, riêng huyện Cần Giờ đạt 19 trên 30 vì chưa đạt 50% dân số theo quy định. Huyện Hóc Môn thì có diện tích hơn 109 km², dân số hiện nay là 462.824 người, đạt 6 trên 6 tiêu chí về trình độ phát triển kinh tế xã hội, đạt 21 trên 21 tiêu chí về cơ sở hạ tầng. Huyện Bình Chánh có diện tích hơn 252 km², dân số 711.262 người, đạt 6 trên 6 tiêu chí về trình độ phát triển kinh tế xã hội, đạt 18 trên 21 tiêu chí về cơ sở hạ tầng. Huyện Nhà Bè có diện tích là hơn 100 km², dân số 207.766 người, đạt 5 trên 6 tiêu chí về trình độ phát triển kinh tế xã hội, đạt 18 trên 21 tiêu chí về cơ sở hạ tầng. Huyện Củ Chi có diện tích hơn 434 km², dân số là 468.269 người, đạt 4 trên 6 tiêu chí về trình độ phát triển kinh tế xã hội, đạt 16 trên 51 tiêu chí về cơ sở hạ tầng. Huyện Cần Giờ có diện tích hơn 704 km², dân số 73.278 người, đạt 3 trên 6 tiêu chí về trình độ phát triển kinh tế xã hội, đạt 15 trên 21 tiêu chí về cơ sở hạ tầng. Các huyện Cần Giờ, Củ Chi, Bình Chánh, Hóc Môn và Nhà Bè có vị trí cửa ngõ thành phố Hồ Chí Minh để kết nối với các tỉnh thuộc miền Đông và miền Tây Nam Bộ. Đây là tin vui cho cư dân ở những huyện này và giá đất sẽ có cơ hội tăng cao. Nhiều cơ hội cho nhà đầu tư bất động sản nha các bạn. Đã thống nhất được là làm cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Thủ Dầu Một Chân Thành trị giá 36.000 tỷ đồng. Sáng 18 tháng 3, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh làm việc với lãnh đạo Bình Phước thống nhất chủ trương triển khai dự án cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Thủ Dầu Một Chân Thành. Dự án cao tốc này sẽ có chiều dài 69 km bắt đầu từ Chân Thành đến nút giao Gò Dưa với bề rộng 60m. Nút giao Gò Dưa thì ở trong cái thành phố Thủ Đức và mình thấy rất là hợp lý vì tại cái nút giao Gò Dưa có kết nối trực tiếp với đường vành đai 2, rất thuận tiện giao thông và liên kết vùng. Đây là cơ hội tăng giá đất ở khu vực này nữa nha các bạn. Giá bất động sản vẫn tăng cao bất chấp Covid. Cục Quản lý Nhà của Bộ Xây dựng vừa có văn bản thông tin phản ánh của báo chí về vấn đề các địa phương điều chỉnh bảng tăng giá đất làm ảnh hưởng đến thị trường bất động sản. Bảng giá đất ở các địa phương tăng 15-20% so với bảng giá đất giai đoạn 5 năm trước. Đáng lưu ý, hầu hết các ngành kinh tế đều gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch, nhưng bất động sản dường như vẫn đứng ngoài vòng xoáy khi liên tục tăng giá. Hà Nội giá đất tăng theo đồ án quy hoạch khu đô thị Sông Hồng. Đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sông Hồng tỷ lệ 1/5000 được nghiên cứu trên không gian đoạn Sông Hồng dài 40 km từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, bao phủ diện tích khoảng 11.000 hecta thuộc địa bàn của 55 phường xã thuộc 13 quận huyện. Dân số tính toán theo quy hoạch có từ 280 đến 320.000 người. Đồ án này đang được Hà Nội khẩn trương hoàn thiện và hy vọng sớm được phê duyệt trong tháng 6 tới đây. Theo khảo sát thì nhiều diện tích đất nằm trong vùng quy hoạch đồ án này đang có xu hướng tăng nhiệt từng ngày. Khu vực tuyến phố Thạch Cầu, quận Long Biên, những lô đất thuộc diện đẹp, giá cao, hầu như đã có chủ sở hữu.
Theo chia sẻ người dân nơi đây, thì những người mua thường sẽ tránh các mảnh đất nằm gần hành lang thoát lũ. Nhiều khu đất tuy diện tích nhỏ nhưng mà có vị trí đẹp, có sổ đỏ chính chủ, giá thường ở mức cao từ 30 đến 40 triệu đồng một mét vuông. Trung bình giá đất là xung quanh thạch cầu tăng thêm 3 đến 5 triệu đồng trên mét vuông so với năm ngoái. Tuy nhiên, nhiều người chọn cách ôm đất chờ giá tăng thêm chứ chưa muốn bán ngay bây giờ. Nhiều lô đất ruộng, đất bãi bồi ven sông Hồng, khu vực phường Ngọc Thủy, Long Biên đang được rao bán với giá 3 triệu đến 5 triệu đồng một mét vuông. Thời gian trước giá chỉ từ 1 triệu đến 1 triệu rưỡi đồng một mét vuông mà thôi. Đất khu vực đường Thúy Lĩnh, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, từ năm ngoái thông tin rao bán cũng khá sôi động. Nhiều ô đất vị trí đẹp có giá tăng từ 10 đến 20 triệu đồng một mét vuông. Hiện nay giá đất mặt đường Thúy Lĩnh cũng có giá từ 60 đến 70 triệu đồng một mét vuông. Đất trong ngõ mà ô tô đi được cũng rao bán từ 30 đến 40 triệu đồng mét vuông. Wow, tăng khủng khiếp luôn. Thành phố Hồ Chí Minh ra thời hạn gỡ vướng cho 61 dự án bất động sản. Để tháo gỡ khó khăn cho 61 dự án bất động sản này, thì Ủy ban thành phố đã chỉ đạo các sở ngành phối hợp để giải quyết. Sở và đầu tư cho biết những dự án này do nhà đầu tư nộp hồ sơ tại sở để thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư. Trong đó có 2 dự án bị trùng và 3 dự án không phải là hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương đầu tư. 56 hồ sơ còn lại thì nhà đầu tư đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư cho 56 dự án theo luật đầu tư năm 2014. 56 dự án này đã có 17 dự án trình báo cáo thẩm định đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư. 18 dự án chưa nhận đủ ý kiến các sở ngành liên quan. 20 dự án đã yêu cầu nhà đầu tư bổ sung hồ sơ nhưng chưa nhận được hồ sơ bổ sung, và một dự án nhà đầu tư rút hồ sơ. Do đó, sở và đầu tư sẽ có văn bản đề nghị nhà đầu tư nộp lại hoặc bổ sung hồ sơ theo quy định của luật đầu tư năm 2020.